Mến chào các bạn, clip này Lee Chen sẽ hướng dẫn các bạn tải và sử dụng app Sâu Câu Pinyin để học tiếng Trung phát âm cực kỳ chuẩn và cực kỳ đơn giản luôn. À, với phương pháp học thông qua cái app này, chỉ cần một thời gian ngắn thôi, chỉ cần 3 tháng thôi, các bạn sẽ tự tin giao tiếp với người Trung Quốc phát âm cực kỳ chuẩn. Rồi, chúng ta hãy xem cái app này có gì hấp dẫn nhé. Bây giờ các bạn chúng ta chuẩn bị tải app về nhé. Tắt nhạc anh ơi, tắt nhạc. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ việc đầu tiên là các bạn hãy lấy chiếc điện thoại của mình ra. Hệ điều hành Android nhé các bạn. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn sử dụng hệ điều hành Android trước. Rồi các bạn hãy vào cửa hàng của nó, vào CH Play để các bạn mở app của nó lên. Nhớ nhớ bạn đây, điện thoại Android và các bạn bấm vào cửa hàng của nó, mở app lên. Mình hướng dẫn chậm chậm các bạn ha. Và tại thanh tìm kiếm. Ôi, rồi cái này là chắc mình mở coi thôi chứ là... Còn các bạn nào có nhu cầu vay tiền để làm ăn gì thì các bạn cứ tiếp tục mở app đó ha. Nhưng mà mình, nói chung là mình đang hướng dẫn các bạn là mở cái app Sâu Câu Pinyin nè các bạn. Rồi, các bạn đánh vào chữ Sâu Câu thì cái app nó hiện ra rồi, nó có chữ S và dòng tiếng Trung đó các bạn. Rồi, nhưng mà các bạn cũng có thể đánh đủ cái chữ Sâu Câu Pinyin cũng được. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Rồi, ta sẽ mở đó lên. Y như trong hình nha các bạn. Hoặc là có thể tùy theo mỗi đời điện thoại mà nó sẽ có cái cách hiển thị giao diện khác nhau. Nhưng mà cơ bản thì các bạn cứ nhìn thấy nó có cái icon S và dòng chữ đó. Tiếng Trung đọc là Sâu Câu Su Ru Phở. Sâu Câu Su Ru Phở. Rồi nó sẽ tải về. Trong lúc nó tải lên thì các bạn có thể làm việc gì đó. Nói chung lần đầu tiên tải thì sẽ hơi bị lâu các bạn ha. Và cũng còn tùy thuộc vào cái tốc độ mạng nha các bạn nữa. Và trong lúc chờ đợi nó tải về, các bạn hãy tranh thủ lên kênh YouTube để xem các clip hướng dẫn học tiếng Trung từ sơ cấp đến nâng cao rất đơn giản, rất dễ học của Lee Chen nhé. Các bạn hãy vào YouTube và gõ For You Learn là các bạn sẽ thấy tất cả các clip của tôi up ở trên đó. Mỗi clip rất là ngắn các bạn, nó chỉ có từ 3 đến 5 phút thôi. Các bạn xem sẽ cùng đọc lại theo chúng tôi nhé. Ta bắt đầu vào bài nha các bạn. Phát âm theo nhé. Câu thứ nhất. Học tiếng Trung khó nhất là lúc căng bản nha các bạn. Rồi bây giờ nó đã tải xong rồi đó. Câu thứ hai. Ni hao ma? Ni hao ma? Các bạn đọc theo nhé. Rồi. Nó đã tải xong rồi. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở nó lên. Các bạn nhớ đọc nha. Bên đây là mở, bên đây là gỡ cài đặt nè. Nhấp mở nha các bạn, chứ đừng gỡ cài đặt là mất công tải lại nữa nha các bạn. Rồi các bạn cứ làm đúng y như theo hướng dẫn của nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ check cái bộ gõ của nó. Nó check sẵn nút đỏ rồi đó các bạn. Thật ra ở trên ở dưới gì các bạn cũng đều sử dụng được bộ gõ này ha. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cứ làm theo nó chắc chắn cho mình hết rồi. Rồi, nhấp vô đó, các bạn không cần đọc tiếng Trung là gì luôn. Cái dòng đỏ đỏ đó, nhấp vào. 1, 2, 3, nhấp vô. Nở lên. Và các bạn nhớ nha. Khi mà các bạn xài Android, các bạn muốn sử dụng cái tool Sâu Câu Pinyin này tốt á. Các bạn nên tải thêm La Bằng Kia về nha các bạn. La Bằng Kia nó hỗ trợ chuyển đổi các bàn phím rất là nhanh. Nha. Các bạn nhớ tải đó luôn nha, mình clip này mình không hướng dẫn các bạn tải La Bằng Kia nha. Và các bạn check vào cái chữ tiếng Trung á, Sâu Câu Su Ru Phở. Các bạn check vào nó thì nó sẽ xin quyền truy cập vào máy của mình. Các bạn cứ ok đi các bạn. Thật ra giờ app nào nó cũng ăn cắp thông tin, các bạn cứ yên tâm đi. Không cho nó cũng ăn cắp nữa. Rồi đó, check vào xong xuôi hết. Rồi từ lúc này làm gì nữa? Sau khi check vào các bạn thoát ra. Rồi cái icon nó nằm trên màn hình điện thoại đó. Nhưng lúc này chúng ta không cần nữa các bạn, vì nó đã cài vô máy các bạn rồi. Trên Android thì nó cài sẵn nhanh, rất là nhanh ha. Rồi bây giờ khi sử dụng nó như thế nào? Rồi đây là một cái giao diện các bạn đang chat với ai đó. Hoặc là các bạn có thể mở bất kỳ một cái cửa sổ nào các bạn ha.
ở trên web hay là giao diện Note trong điện thoại hay là bất kỳ cái giao diện nào vậy. Các bạn đang dùng tiếng Anh rồi các bạn ấn vào cái icon đó và các bạn chọn dòng tiếng Trung á, sau câu số phạ các bạn nhấp vào thì ngay lập tức các bạn đã chuyển sang sử dụng cái bàn phím. Nó hiện ra gì đỏ đỏ, nó đỏ xanh, các bạn cứ bấm vô đi. Thật ra đây là những cái điều khoản của nó thôi. Rồi các bạn thấy cái bàn phím không? Nó cho chúng ta nhiều bàn phím để lựa chọn. App này chúng ta có thể dùng viết tay, dùng để đánh máy được các bạn ạ. Có rất là nhiều cái phương pháp để sử dụng bàn phím. Và chúng ta chọn cái bàn phím ở giữa trên đầu các bạn. Đây, ở giữa trên đầu nó là bàn phím đầy đủ. Nó sẽ dùng như bàn phím tiếng Việt của mình, các bạn nhấp vào đó, thấy chưa? Và bây giờ các bạn đang chuyển sang sử dụng bàn phím của tiếng Trung rồi nhé. Nó cũng là Pinyin, nhưng mà khi các bạn đánh vào chữ Pinyin á, các bạn đánh vào cái bàn phím thì nó sẽ ra tiếng Trung. Khi mà các bạn muốn đổi bàn phím khác, các bạn nhấp vô cái icon bàn phím trên thanh công cụ đó. Bên trái là bàn phím chính số như cái điện thoại của bắp đời cũ. Đấy. Đương nhiên bây giờ mà đánh máy mà cái đó chắc đánh không nổi nữa đâu các anh chị. Là khi chuyển các bạn là nhấp vào icon bàn phím trên trên thanh công cụ ha. Chúng ta chuyển vào cái bàn phím full. Này, icon nó nhìn vào biết liền, biết đọc chữ là nhìn được các bạn, không cần tiếng Trung đó. Rồi các bạn bấm qua chuyển sang bàn phím full đầy đủ. Rồi bây giờ chúng ta có đánh cái gì đó, thực tế đánh theo đọc như thế nào, chúng ta đánh ra như thế và nó sẽ ra cái chữ Hán cho chúng ta lựa chọn. À, chữ Hán là N nha các bạn. Bây giờ ta đánh chữ Nỉ Hạo, các bạn nhìn thấy không? Ở trên là Pinyin chữ Ni Hao và ở dưới nó hiện ra những chữ tiếng Trung tương đương với âm đọc đó. Lúc này chúng ta nhấp tay vào chữ Hán, chúng ta chọn, à quên, chữ Hán nha các bạn. Chúng ta chọn chữ nó lên, sau đó các bạn nhấp vào mũi tên màu xanh thì nó sẽ send lên cho người bên kia, người ta thấy pro chưa? Các bạn thấy pro chưa? À, người Trung Quốc mà như vậy là từ bây giờ các bạn có thể chat được với người Trung Quốc rồi đó. Rồi và khi nó hiện các bạn nó xin phép là truy cập hệ thống hay là truy cập, các bạn cứ cho phép nó nha các bạn, các bạn không cho phép nó cũng vô, nó làm bộ hiện giờ cho nó vô hết hệ thống các bạn rồi đó. Rồi tiếp tục, ví dụ tôi đánh chữ nè, ở trai mệnh khổ tưởng nghĩ, tôi đang ở cửa đợi bạn này. Ví dụ đánh sai các bạn cứ sửa ha. Cơ bản là chúng ta nối như thế nào thì chúng ta đánh nó trên bàn phím Latin như thế. Bàn phím này gọi là bàn phím Pinyin các bạn ha, nó không phải là bàn phím tiếng Anh đâu các bạn. Chờ rồi lại send lên, rồi lúc này bên kia người ta thấy rồi. Và đó là cái thao tác mà chúng ta nhập bằng tay. Tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ không dùng tay đánh máy nữa, đánh lâu lắm mà chúng ta dùng miệng, chúng ta đọc ra chữ luôn. Phương pháp này để giúp những người mới học tiếng Trung đọc cái bài khóa chính xác ra tiếng Trung không sai. Này các bạn nhìn thấy micro không? Chúng ta nhấp vào micro lần đầu tiên á thì nó sẽ xin phép là truy cập vào điện thoại về micro, các bạn cứ cho phép nha. Các bạn không cho phép nó cũng vô rồi, các bạn kệ nó đi. Rồi. Đây là dành cho những người mới học tiếng Trung, chúng ta thông qua cái voice này chúng ta đọc để chúng ta biết là chúng ta đọc đúng hay đọc sai. Bây giờ các bạn thấy tôi đang đọc nha, mình đang đọc là nghĩa hậu lại đó. Rồi nó ra như vậy đó, và mỗi lần muốn đọc nữa các bạn là nhấp vô hình cái micro đó, khi mà nó có cái sóng nó chạy ngang tít 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 thì các bạn tiếp tục các bạn nói gì đó, ví dụ nỉ hạo rồi nỉ ba ba ma ma sinh nỉ hạo ma đó, rồi các bạn lại xen lên. Như vậy khi các bạn đọc sai thì nó sẽ ra chữ sai. Đó là một cái cách rất là tốt để chúng ta giúp những người học viên kiểm soát và chúng ta nói tốt ngay từ đầu luôn. Các bạn nào đọc sai nó ra chữ khác, cứ đọc sai là nó ra chữ khác. Và khi mà xem lên trên một group học chung á thì chúng ta sẽ phát hiện ngay bạn A, bạn B, bạn C rồi đó đọc sai chữ nào, và chúng ta chỉnh ngay cho cái bạn đó cho đến khi bạn nó đọc đúng ra câu đó thì thôi. Cái phương pháp này nó sẽ giúp một người giáo viên có thể kiểm tra được 40-50 học sinh trong lớp, bạn nào đọc đúng, bạn nào đọc sai luôn, rất là hay các anh chị. Còn đây là thao tác mà khi chúng ta cần quay lại bàn phím tiếng Việt hoặc tiếng Anh. À, mỗi điện thoại nó sẽ có một cái kiểu vuốt khác nhau các anh chị ha. Như điện thoại của mình thì mình vuốt từ trên xuống như thế này. Mình đó mình nhấp vô cái bàn phím mình chọn lại, thì mình chọn lại cái bàn phím nào mình muốn sử dụng thì nó sẽ quay lại bàn phím tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Như vậy đó, đó là khi chúng ta đang học hay chúng ta đang đang làm gì đó, chúng ta chuyển đổi giữa hai bàn phím rất là nhanh. Và các bạn nhớ nhé, trong quá trình học các bạn gặp bất cứ khó khăn gì, các bạn hãy liên hệ chúng tôi. Tôi là Lý Chiên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bài 3. Chai Chiên.